trước xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo chúng ta có thể cùng lên nhảy với các em học sinh. Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo chúng ta cùng lên nhảy những điệu múa sạp cùng các em học sinh. Xin mời quý vị đại biểu ạ, quý thầy cô giáo. Thank you.
xin được